Người ta thường nói vợ chồng thì đầu giường giận, cuối giường hòa. Tuy nhiên trong một số trường hợp cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì cuộc sống vợ chồng có thể trở thành một nơi lạnh giá nhất quả địa cầu. Nào là hành vi bạo lực về thể xác, tinh thần hay là cả tình dục. Luật phòng chống bạo lực gia đình 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 đã bổ sung nhiều hành vi được xem là bạo lực gia đình. Trong đó, việc vợ hoặc chồng ép đối phương phải trả bài, trả ý muốn của họ có thể được xem là hành vi bạo lực gia đình. Như vậy, thay vì quy định chung chung là cưỡng ép quan hệ tình dục như luật hiện hành, thì luật mới đã giải thích chi tiết hơn hành vi này phải đi kèm điều kiện là trái với ý muốn. Ngoài ra, luật mới còn quy định nếu vợ hoặc chồng mà cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm, cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực thì cũng được xem là bạo lực gia đình. Mày cởi đâu ra? Trở lại cách đây ít năm, một vụ án hy hữu đã xảy ra tại Lạng Sơn. Chồng bị khởi tố về tội hiếp dâm vợ. Sau đó đã nổ ra rất nhiều tranh cãi về vụ việc trên. Có quan điểm cho rằng hành vi cưỡng ép vợ quan hệ tình dục của người chồng không phải là hiếp dâm, mà chỉ là vi phạm nghĩa vụ tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ chồng theo điều 21 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng đây chính là hành vi hiếp dâm, vì ngay từ điều luật đã quy định người nào có hành vi chứ không loại trừ vợ chồng. Đến nay thì Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 đã xác định hành vi ép trả bài, trả ý muốn là bạo lực gia đình. Còn bạn nghĩ sao về vụ việc trên và sự thay đổi của Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022? Video đến đây là kết thúc. Nếu quý vị quan tâm thì có thể xem tại link văn bản và bài viết được gắn ở phần mô tả nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.